chú anh chị và các bạn ạ. À, hôm nay con có mời cô Mười, Vũ Hà với chị Thấm đến để làm món chả giò chay. Thì đây thì có mua là 4 bịch chả giò. Còn gia vị á thì Thủy mua là 2 củ cải, cải gà gót, củ cải gà gót với 2 củ khoai môn, rồi 1 củ sắn và 100g bún bún tàu Thủy đã ngâm rồi, rồi 200g nấm mèo để mình sắc cái củ cải á, thì mình sắc sợi sợi ra khoảng chừng như đây, sợi sợi nhỏ 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 ra, cái này cũng vậy luôn, rồi củ sắn cũng vậy luôn, để mình trộn hỗn hợp lại rồi mình gói chả giò chiên ăn. Bữa nay thì Thủy có mua là bánh bánh ướt. Thì hôm nay mình sẽ cuốn chả giò ăn với bánh ướt. Rau thì Thủy cũng đã rửa xong rồi, bây giờ mình tiến hành làm để mà cuốn chả giò nha. Con xin chào ông bà, con đi mở chào ông bà. Dạ, anh chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa nay thì giờ tiến hành làm á, trước tiên á là con phải cắt nhỏ củ cà rốt vậy, cắt nhỏ vậy mình sẽ sắc sợi ra nha, sợi mỏng ra. Không được con, à, vậy không lấy da bào hả? Dạ. Bỏ da bào hả? Muốn lấy da bào mình lấy à? Rồi mình sẽ sắc sợi nhỏ nhỏ ra. Chanh thiệt cà mỏng rồi càng mỏng càng ngon. Rồi hơi á thì ớt gia vị xong rồi Thủy để tí xíu bột vô, làm cho nó có cái độ dính với nhau á, mình cuốn chả giò nó không có gời ra. Thủy có mua hồi sáng thì cũng mua 200g đậu phộng. Bây giờ cái bún tàu này cô Mười con đã ngâm rồi, cô Mười đổ ra cái dây con á, để cho nó khô, để hôm mình sắc vô mình trộn vô luôn á. Cô Mười gan đậu phộng hơn phân nửa thằng con, hai gan hết cũng được. Tóm lại là sao? Gan hết. Gan hết. Chào ông bà cô chú anh chị các bạn. Nay mình làm món món chay gì không? Nãy giờ xác định như đây cà gót. Sao rồi thở lửa? Thở là cái đều đặn hàng rồi. Mình gan đậu phộng là mình phải để muối vô trước, hạn cho nó không có khét cái chảo của mình, với nó cũng không có khét đậu phộng nhiều hơn. Nó giòn thơm nữa. Cuốn chả giò có nấm mèo nó giòn giòn luôn chị Thấm.
Rồi sắc chung với con. Rồi sắc. Xin chào cả nhà. Cuốn chả giò ăn nấm mèo nè, rồi khoai khoai môn nè, cà gót, củ sắn, cái mấy món gia vị này, mấy món này là nó ngọt. Này em chắc là mình chơi hả? Dạ. Giỏi quá ta, nay con tính đi đâu ạ? Mà bà có dạy không? Bà hôm nay công chuyện hả? Rồi nãy ai đi đưa con đi học hả? Rồi con chơi mấy chị nha. Gia vị vô nha, mình để vô đây là 2 muỗng đường, rồi 3 muỗng cà no, không biết là bao giờ cô Mười lấy hũ muối không đâu rồi tả con ở lần kia thơm quá. Với mình để vô một tí xíu đồ ăn để cho nó có đậu sạp lại dính với nhau. Rồi mình để vô đây tí xíu nữa nha. Tại vì mình có cái cà no rồi á nên nó cũng không có cần nhiều. Tí xíu muối thôi. Chị Thắm sắc ra muốn xào cho em luôn nha. Rồi mình để vô đây một tí xíu bột nữa nè, bột mì tinh á, để cho nó dính sệt lại. Bỏ này vô em. Rồi em để vô rồi chị sắc, em sợ những cái nhỏ vậy thôi. Mình không có xài hành mà mình sắc này là ngò gí. Muốn xào thì đã ngâm rồi, ngâm cho nó mềm rồi mình để cho nó ráo lại á. Rồi giờ mình sắc cọng gắn ngắn rồi mình để vô cái gia vị chai của mình á, để mình cuốn chả giò. Này chắc dư quá chị không? Dư dừng ha. Dư dừng á. Cái mình mua có 4 bịch chả giò. Giờ mình sẽ cộng lại cho nó hòa chung gia vị lại. Hòa chung cho nó thấm với nhau á. Rồi hơi mình hả cuốn khoảng ớt chừng 5 phút đi. Để mấy ớt cho nó thấm với nhau rồi mình hả cuốn lại. Cuốn mình chiên. Để lại. Dư đủ cao chị Thắm? Cái à, nằm số cái à. Bây giờ mình đã ướp gia vị đã thấm rồi nè. Nó cũng dẻo cái phai rồi cà gót, củ sắn rồi nó dẻo lại dính với nhau. Giờ mình để đây, giờ mình sẽ cắt cái bánh để mình cắt để mình cuốn lại, cuốn chả giò nha.
giờ mình sẽ cắt bánh ghế ra để cầm cầm cho mắt. Rồi Bảo làm nữa kìa. Con làm được không Tòng? Con chơi. Là sẽ cuốn chả giò nha. Để như đây, tắt cho mượn đó. Để như vậy, mình cuốn lại. Cuốn lại mình gấp cái đầu hai đầu bên đầu hết. Gấp lại cho nó dính với nhau. Rồi mình cuốn luôn. Cái bột á, hồi nãy thì cũng có pha một tí xíu rồi, mình chấm cái bột mình này phải có nước giấm, dính vô đây, mình cuốn lại. Đây, mình được cái cuốn chả giò của mình rồi. Để đó đây con. Cho một cái thôi. Cái nãy giờ còn có lấy đâu. Kỳ quá. Đẹp quá. Đẹp không? Đẹp. Của ai đẹp? Hả? Của Hải. Chứ nãy giờ có mình gì thấy cuốn chưa có ai cuốn hết mà. Phấn ăn này được không? Ừ, còn biết. Chưa ăn mà. Giữ lấy mấy ăn được cho không ăn. Để cho mấy đứa bé kia ăn. Đứa nào ăn này được. Con. Con gà nữa đo với thử nè. Cái cuốn này là dài nhất. Rồi chị Thấm. Con đẹp ta. Sáu không đi là sáu. Ừ. Đó là sáu làm cái bao tay cái mai nó đi nó cái làm nữa. Ăn nhặt ăn nhặt. Cái bài sáu không mà nè mẹ. Cái bài sáu. Cái bài hai cái đó. Nó đang bị gỡ cho làm thêm cái nữa. Hai cái bánh hả? Ừ. Ủa mẹ ơi, con lấy chấm chấm bột tới. Hả? Con ra chấm bột luôn. Ừ. Ừ. Cho nó để thôi, nó. Ừ, con không thể để bột ở giữa đâu. Chấm nó đâu? Chấm vô cái ngay chỗ này nè. Cho nó bung ra. Cuốn hồi nãy giờ còn một cuốn cuối cùng nữa. Em vét cho hết luôn đi chị Thắm. Vét hết đi. Đấy, đầu mình nhấm lửa đi chiên. À. Ờ cũng được hai dĩa ha. Rồi xong. Rồi mình bắt lên mình chiên nha. Nó có màu đỏ nè, màu trắng nè, rồi màu đen nữa nè. Cái nước cà rốt nó ra màu đỏ đỏ nhìn đẹp ghê, không giống bánh xèo ghê cô Mười. Thèm nữa hả? Cái đũa này kia quéo không thấy? Không, đũa kia. Dạ, dầu nóng rồi,
Nói khéo dữ người ta. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Khá là nhiều. Nhiều luôn đi chị. Rồi xong. Rồi đó vàng hết rồi. Mình gấp ra nha. Con gấp cho cô Mười để cái này vô cô Mười. Chị Thắm làm gì vừa gấp mà rồi. Cầm cái này nữa. Sợ người bỏ hết rồi sợ vừa sợ thủy gấp hết. Rồi mình vớt cho nó gõ dầu ra hết rồi mình chất vô cái xịa nha. Rất là giòn luôn. Dạ ơn ha. Giờ chị Thắm làm nước tương nè. Giờ Hà để vô 3 muỗng đường ha. Nước tương thì thôi mình chan với bánh ướt mình ăn, còn tương ớt nè với tương xay thì thôi mình gót cái xịt ra cái dĩa nhỏ cho mấy bé chấm cái gỏi chả giò cho mấy bé ăn nha. Hồi nãy còn dư lại mấy miếng hả chị Thắm? Chắc cũng có 5-6 miếng rồi. Giờ Hà cắt bánh ướt ra để mà phân chia ra từ dĩa cho những người dĩa. Giờ mình sẽ để rau sống nè. Rau sống thì Thủy nó để mua cải, rồi quế, rồi rau thơm. Mình để vô nha. Đứa nào ăn rau được thì giơ tay lên. Con phải không? Phắn khỏi để rau. Phắn là không ăn. Nó không ăn rau. Con cũng vậy. Nó cũng già ít ăn rau. Ủa sao mấy cái này mình nóng sắt ra luôn. Mấy bên nhỏ không nhỏ. Để nó cảm năng. Rồi. Này mình xịt mấy đứa bé thì không ăn rau thì mình không có để rau. Người lớn thì ăn rau được. Mấy đứa bé nè điểm thôi. Đứa 10 ăn rau được không? Dạ được. Cháu bé nhỏ. Ba gái rồi sao năm được. Rồi bây giờ mấy bé lớn ăn ra được không? Dạ được. Dạ ngon. Dạ thôi. Có bé sáu đó nữa. Mình để vậy ra. Thôi lấy cái kéo mình cắt làm hai. Mấy đứa bé, đứa nào chịu cắt thì cắt, đứa nào không chịu cắt thì thôi. Để vậy dễ chấm tương xay rồi á, tương xay tương ớt.
hơi cắt đậu phộng luôn nè. Đi ca đi cắt đậu phộng luôn. Ăn cà đi vừa thôi phải không? Dạ ba đứa không ăn đậu phộng. Con có ăn con ăn không Bảo đây hả? Ừ, không cho Bảo nữa. Này để cho con đi. Để cho con đi cô Mùi. Rồi đứa nào ăn đậu phộng nè. Con ăn. Con. Thôi. Đậu phộng ăn đúng không? Hỏi Nam ăn đúng không Nam? Con giao được không? Không, con ăn đậu phộng. Rồi đứa nào ăn đậu phộng nữa? Bảo hả? Ăn đậu phộng đắt quá. Bạn thêm dĩa ăn dĩa bé nữa. Ừ, Bảo hả? Đủ đây nè, đủ rồi. Chưa? 6 đứa đây nè. Con cắt cái này thêm nè. Đây người lớn. Rồi bé lớn có người nào bé nào ăn đậu phộng không? Ăn. À. Mời với bé Hà ăn luôn. Rồi nhà bán bánh này nhà bán nước tương. Rồi chan nước tương luôn nha. Rồi con. Cái này mình ăn bằng cái đĩa hả? Con sườn màu đen. Con sườn màu đen. Con sợ đi. Con màu đen hay nước tương? Đen. Không, đen con để lại. Bây giờ là chan nước tương. Chan nước tương rồi cái này là chấm, mình chấm là tương ớt, tương cà. Chấm tương ớt. Rồi. Đây đây của con đưa đây, mấy con đưa đây. Lấy đũa ăn hả? À, con đâu? Đây của con được. Mà lấy cho mà nó lấy cho con. Đây cái này của Vi hay của ai? Đây đỡ cho con nữa. Tắt đây mà được. Nè cô Bảo này nè, cô con này nè. Chan nước tương nha. Chan không? Chan. Xích vô chứ phải xích chan hiểu không? Con chan gì? Chan nước tương đúng không? Rồi giờ mình bán cái chả giò cũng gần hết rồi. Đem dẹp đi. Còn này nè, để luôn đây đi. Ủa, còn nữa hả? Nguyên ra ăn nè Quyên ơi. Đẹp quá. Dạ em chào ông bà. Nguyên ăn bánh nước chả giò luôn không? Ông bảo làm quả nó chế tạo gì đó. Cái miệng cười. Dạ con mời ông bà cô chú cùng dùng bánh ướt chả giò với gia đình con nha. Mà cái nhà ăn bánh nước với mình nha, chả giò. Dạ mời ông bà cô chú ngoan bánh nước với con. Chạy ăn bánh nước. Cắt ra nè. Cô chú anh chị ăn bánh nước. Ngon quá. Ngon quá. Đây chị Thắm à, cắt ra. Mời ông bà cô chú ngoan ăn bánh nước với con. Cắt ra nhìn nó đẹp nè. Cái chả giò giòn nhé. Cắt không? Mẹ cắt không? Con cắt không? Đưa lại gì Thắm cắt cho con. Mãi vô hết thì còn ở gì chậm thì hết thì cho nó gọn. Ăn thì hết rồi nhanh hết thì còn. Bảo nói vậy Bảo ra biểu mới nhanh hết nhanh hết thì còn.
Lắm. Ngon không nhờ? Ừ. Ngon phấn. Ngon ngon. Ngon ăn ăn, ăn nhanh nhất nè. Ngon quá anh đơn luôn rồi. Ngon bảo. Rồi bảo Nam hết nữa. Rồi đi chơi. Nam nữa không? Ăn nữa hả? Con làm hết rồi nha. Thấy không? No chưa? No. Dễ nữa nè. Rồi bây giờ con ăn bà mới nướng rồi, mà anh mới nướng với con nha. Cưng nè. Ăn miếng đậu phộng đi. Miếng cưng. Cưng á. Má sợ nặng cái đất hết rồi. Chưa hết rồi. Nặng hết rồi. Kéo rồi con mồi. Đây. Ngọn bệnh khám ăn nha đây. Nữa hả? Mình trộn bột á cô Bùi. Sau khi mình cắt ra nó không có gời gời ra. Nó dính lại. Bảo no chưa? No. No không? Được rồi. Đã ngồi y đông phủ rồi. Bánh ướt này ngon mà hả mẹ? Ngon. Nó thơm gì của khoai môn á.
ăn nó chép nghe nó thèm không? Ngon không? Ngon không? Đây chào ông bà. Thì hôm nay con cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn cũng vào bếp làm với Thủy món bánh ướt chả giò. Thì hôm nay con rồi nữa con cảm ơn bà cô chú nhiều luôn. Bây giờ con xin chào và hẹn gặp lại ông bà. Chào.